Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ tư, ngày 15 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Thìn. Đầy đủ duyên lành, một lần nữa chúng ta được gặp nhau tại tu viện Phổ Đức thuộc thành phố Calgary, tỉnh Alberta, Canada. Đại chúng chiều nay có khỏe không? À, bây giờ làm sao mình có bài hát tóc gió thôi bay. Thưa đại chúng là bây giờ mặc dù đã tháng 5 nhưng mà Canada mình cũng thật sự chưa có nóng lắm. Mà nhất là mình đang ở một cái khoảng đất rất là rộng lớn, cho nên gió rất là nhiều. Và đại chúng ráng chịu khó một chút. Là ngồi, nhất là những người ngồi trong liều là cực nhất, tại không có thấy tóc mình bay. Hôm nay nếu nói theo cái mùa lễ đó, thì hôm nay là mùng 8 tháng 4, là chính thức ngày lễ Phật Đản. Nhưng mà sau này Đại hội Phật giáo thế giới, các ngài đã thống nhất tất cả những ngày thánh lễ của Đức Phật, chúng ta đều lấy ngày rằm, ngày trăng tròn làm chuẩn hết. Cho nên sau này mình mới có ngày rằm tháng 4. Chứ đúng ra là lễ Phật Đản là mùng 8 tháng 4. Cho nên cái mùa lễ này, có thể nói chúng ta bắt đầu từ mùng 1 hoặc là mùng 8, đổ về tới rằm, một tuần lễ hoặc hai tuần lễ đều được hết. Và để cho các ngày lễ được rộng lớn và cũng như là thoải mái cho các ngày nơi tổ chức, thì bắt đầu từ mùng 1 tháng 4 là chúng ta đã bắt đầu vào mùa Phật Đản rồi. Vì các chùa sẽ luân phiên tổ chức để cho mọi người có thể tham dự được đầy đủ. Lễ Phật Đản còn được gọi là lễ Mộc Dục. Mộc Dục là tiếng Hán. Tiếng Việt mình nói cho rõ ràng, dễ hiểu là lễ tắm Phật. Phật là một vị giác ngộ. Cho tất cả chúng ta ai cũng đều có khả năng giác ngộ hết. Nhưng mà tại vì chúng ta bỏ quên cái sự tỉnh thức đó, mà chúng ta để cho những cái lớp bụi của phiền não, của trần lao nó phủ lên. Và lâu lâu chúng ta có cơ hội tẩy trừ bằng cách là lấy nước xối lên tượng Phật để nhắc nhở mình phải luôn luôn lấy nước của giới, của định để gột rửa cái tâm phiền não của mình, mà để cho chúng ta trở lại sự an lành. Cũng giống như trong cuộc sống hàng ngày, có những lúc mình rất là bình an, được thời gian cái bắt đầu chúng ta bất an. Thì chúng ta lại khi bất an thì chúng ta lại tìm một cái điều gì đó, một cái sự kiện nào đó, một cái cách nào đó để cho chúng ta được an trở lại. Thì có khi chúng ta đi tụng kinh, chúng ta đi sám hối, chúng ta nghe pháp, chúng ta ngồi thiền, chúng ta làm nhiều cách để cho cái tâm mình nó an trở lại. Thì khi đó thì chúng ta gột bằng cách nào? Thay vì mình lấy cái nước mình xối đó, thì cái đó là một sự nhắc nhở. Hãy cái gì dơ bẩn thì chúng ta lấy nước rửa. Thì tâm mình bất an thì chúng ta lấy cái thiền định, lấy cái tịnh quán, lấy cái tụng kinh niệm Phật, lấy một cái bài pháp làm cho cái tâm mình an. Có nhiều vị gặp: ô trời ơi, con cảm ơn quý thầy, nhờ những bài pháp quý thầy mà đời sống con an trở lại. Như vậy thì bài pháp đó là gì? Đó là những giọt nước, nó đủ công năng, nó tẩy trừ, nó rửa gột những cái phiền não trong lòng của chúng ta. Và từ đó chúng ta hiểu rằng phiền não nó cũng là vô thường. Nó không phải nó thường mãi với mình đâu. Nhưng mà cái vui nó cũng vô thường không? Nó cũng vô thường, tại vì nếu mà nó thường thì mình đâu có buồn. Cho nên nó là vô thường, cho nên bữa nay mình vui, cái mai mình buồn. Nhưng mà nhờ vô thường cho nên cái buồn nó cũng trôi đi, rồi cái vui nó lại tới. Cho nên mỗi ngày chúng ta làm một cái việc đơn giản, đó là lau chùi ra, rồi cứ tiếp tục lau chùi. Như mình rửa chén, chén mình rửa cái sạch cái mình lấy mình dùng, dùng xong cái nó dơ cái thì mình lại rửa. Cho nên cái bài kệ rửa chén, cái ý nó là vậy đó. Rửa bát vui ai ơi,
vừa rửa ta vừa cười, bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Cái chuyện bát dơ rồi bát sạch là cái việc của chúng ta làm là rửa bát. Kể ngày nào còn ăn thì ngày đó còn rửa bát. Vậy thì chúng ta trong đời sống cũng thế, ngày nào chúng ta còn có mặt ở thế gian này thì ngày đó chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục tu thôi. Hỏi tu tới khi nào? Tu tới khi nào thành Phật thì thôi, còn chưa thành Phật thì cứ phải tu. Mà tu làm sao? Tu ở đâu? Chỗ nào cũng là chỗ để mình tu cả. Tại vì mình gặp người này nói mình một câu thì mình lại tu với cái câu mà người ta nói đó. Rồi cái mình đi tới đằng kia, người ta hành động một cái hành động làm cho mình dễ buồn, thì giờ tu cái gì? Tu với cái hành động của cái người đó đó. Cho nên tu á là cái chuyện hàng ngày của mình, giống như mình ăn cơm, uống nước, hít thở. Hòa thượng thiền sư Thanh Từ ngày dạy á, mình làm việc á, mình làm việc cũng giống như mình đi làm. Mình tu á, mình học cũng giống như mình đi làm. Và mình tu cũng giống như mình thở. Học cũng giống như là uống nước. Không? Làm cũng giống như ăn. Thí dụ mình nhịn ăn, khó chịu nhưng mà vẫn chịu được, thì cái làm, cái đời sống của chúng ta, cái học cũng vậy. Cái học cũng vậy, học cũng giống như là mình đi làm vậy đó. Nhưng mà cái quan trọng nữa là gì? Cái uống, cái uống nước á. Tại vì trong cơ thể mà thiếu nước thì chúng ta khó chịu lắm. Có thể nhịn ăn mà khó nhịn uống được. Cho nên cái chuyện học á, nó cũng không thể thiếu trong cuộc đời mình. Còn cái chuyện làm hay là cái chuyện ăn có thể nhịn được, nhưng mà không thể không, người sống ở đời không thể không có học. Phải có học mới có biết, có biết mới có biết được cách sống, ứng xử. Và cái quan trọng là gì? Có thể nhịn được miếng nước cơm, có thể nhịn được miếng nước, nhưng không thể nhịn thở. Tại vì mình nhịn thở là mình chết. Cũng giống như thế, người mà thiếu tu thì sẽ khổ. Nhưng mà tu mà Phật giáo muốn nói không phải là cái hình thức nào đó, mà cái tu là cái thể hiện ngay trong cuộc sống của chúng ta. Đó, bây giờ đại chúng ngồi đây là một hình thức tu nè. Giờ này mình ngồi ở nhà không sướng sao? Phải không? Mình đổ đường ra đây, mình ngồi trong một cái trận gió mà quý vị có tóc còn đỡ nghe. Mà ngồi dưới này á, là mình còn trùm cái gì còn đỡ, chứ ngồi đây trùm cái gì giờ. Vì thì chúng ta tu là chúng ta có thể hiện một cái sức chịu đựng, thể hiện một sự chịu đựng nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Quý vị nhìn lại coi có phải mỗi ngày chúng ta có một cái chịu đựng nào đó nhất định. Ví dụ như mình đi tới chỗ làm, gặp một cái người làm chung họ rất khó chịu, họ thường kiếm chuyện với mình, cũng là một sự chịu đựng. Mình sống chung với một cái người mà khó dễ với mình, cũng là một sự chịu đựng. Nhưng mà cái chịu đựng đó, cái người không tu á, thì người ta khổ lắm. Và người ta nói trời ơi, không biết tôi mắc cái nghiệp gì mà chừng nào tôi hết nghiệp. Cho nên vẫn chịu đựng, nhưng mà trong cái khó khăn, trong cái khổ đau, trong cái sự mà gọi là cắn răng chịu đựng. Nhưng mà không biết ngày nào hết răng thì cắn cái gì. Nếu mà lỡ già quá vẫn còn chịu đựng, mà răng rụng mà chắc cắn nướng. Như vậy thì cái sự cắn răng chịu đựng cũng là một cái khổ. Thì chúng ta tu là sao? Chịu đựng mà không khổ. Tại sao? Vì trong cái chịu đựng đó, chúng ta biết rằng chúng ta khổ, nhưng mà trong cái khổ này có cái vui, là chúng ta đã thành tựu được cái nhẫn nại lớn lao trong cuộc đời mình. Nhà Phật gọi cái này là tu trước khổ sau vui. Quý vị nhớ, tu không có phải là cái người chưa hiểu đạo á, thì người ta thấy cái sự chịu đựng này là một cái nghiệp. Nhưng mình hiểu rồi thì đây là một cái thử thách và cái nguyện của mình, và đây là cái người tác nên cái cuộc sống thành tựu cho mình. Giống như mình đi học á, ông thầy mà ông càng khó với mình á, thì mai mốt mình lại càng sao? Càng nên người. Quý vị biết á, những thầy tu mà nếu sư phụ mình là khó với mình thì đa phần các thầy đó đều là những người thành tựu hết.
Tại vì khi bước vào chùa mà người thầy đã rất nghiêm túc, nghiêm khắc với mình, bắt mình phải chịu cực khổ, bắt mình phải học kinh, học sách, học thuộc lòng, vân vân. Thì bây giờ các vị đó ngồi lại với nhau và đều nghĩ tới là cảm ơn sư phụ mình. Vì nếu ngày trước sư phụ tôi không khó, không bắt như vậy thì tôi không được như ngày nay. Vì vậy thì cái người học trò đó lúc ở trong chùa tại sao vẫn chịu đựng được những cái khắc khe của người thầy? Là vì người đệ tử đó biết đây là chỗ thành tựu của mình. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy á, để đại chúng biết rằng tất cả những khó khăn gì trong cuộc sống mình, người chưa thấu đáo thì người ta nghĩ đây là một loại nghiệp, đây là một khổ, đây là một cái gì đó mà họ phải chịu đựng dữ lắm. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái này chính là chỗ thành tựu cho mình, cái chỗ để thành tựu cho mình được cái sức chịu đựng, cái sức nhẫn nại, thì mình sẽ an lạc với những cái đó. Cũng giống như mình uống một miếng thuốc, nó đắng thấu trời, nhưng mình biết rằng ráng nuốt được cái chén thuốc này thì mình sẽ được khỏe. Mình sẽ được khỏe thì cái thuốc đắng này tự nhiên nó không, nó đắng mà nó không làm cho mình thật đắng. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy á, chút xíu nữa quý vị đi ra ngoài trước cửa cái chùa Phổ Đức này nè, thầy viện chủ mới vừa dựng cái hồ nước có 9 con rồng phun nước mà tắm cho thái tử đó. Trời lạnh vậy đó mà dội nước tắm suốt chiều giờ, không biết có lạnh cảm không. Thành thử lát nữa nhớ uống thuốc cảm. Như vậy thì cái nước đó là gì? Theo truyền thuyết nói là 9 con rồng phun nước với 2 loại nước, nóng và lạnh. Vậy thì cái dòng nước nóng và dòng nước lạnh nó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái thuận nghịch trong cuộc đời này. Có những cái nó thuận cho mình, nhưng mà nó sẽ là cái thất bại của mình. Ví dụ một đứa học sinh, nó nói dối với ba mẹ là nó có đi học, mà nói đó đâu thì ba mẹ tin tới nó thuận quá, thì cái đứa học sinh này tương lai sẽ là một đứa không có biết chữ và không có biết gì hết. Tại vì cái sự nói dối với cha mẹ quá thuận lợi, sự nghỉ học quá thuận lợi, cho nên đứa nhỏ này sẽ không biết chữ, không có đi học đầy đủ. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta có những cái thuận tốt, nhưng mà cũng có những cái thuận chưa chắc đã là tốt, vì nó luôn luôn nó sẽ làm cho mình một cái sự thất bại. Nhưng mà có những cái nghịch mình thấy nó khổ, nhưng mà cái nghịch này lại là một cái lợi cho mình về sau. Cho nên giữa thuận và nghịch, giữa vui và buồn, giữa được và mất, giữa thất bại thành công, cuộc đời này lúc nào cũng có hai sự đối đãi. Từ lúc mình sanh ra có một chút hiểu biết, thí dụ một đứa con nít, nó chưa biết nói, nó lúc đó nó nhỏ lắm, nó chưa biết nói. Nhưng nếu bữa nào mình đưa cho bình sữa nó mà mình lỡ hâm quá nóng, thì nó sẽ phản ứng cho mình biết cái bình sữa này quá nóng bằng cách nào. Nó khóc. Thì mẹ nó phải tự hiểu rằng tại sao mình vừa đưa sữa vô cái bình sữa nó khóc, thì phải thử sữa liền, coi sữa này có nóng quá cho con mình không. Thì người mẹ mà thương con mà hâm sữa cho con bú rồi, thì trước khi đưa cho nó bú thì người mẹ phải làm gì? Phải thử trên tay một cái, phải không? Nặng cái bình sữa trên tay coi cái sức nóng nó để con mình có chịu được không. Thì một đứa nhỏ thôi, nó sanh ra mặc dù nó chưa biết nói, nhưng mà cái nhận thức khó chịu của nó vẫn biết, cho nên nó phản ứng lại liền bằng cách là nó khóc ré lên. Thì chúng ta phải tới để mà chỉnh sửa lại cái bình sữa đó. Hoặc là cái tả của nó quá hầm, nó khó chịu, nó không nói được, nó cũng sẽ khóc ré lên. Hoặc là nó bệnh trong người, nó khó chịu, nó khóc ré lên. Hoặc là khi nó mọc răng. Như vậy thì một đứa nhỏ, khi nó sao lớn lên, nó chưa có nói được, nhưng nó cũng đã trải nghiệm giữa khổ và cái cảm nhận của khó chịu và dễ chịu. Huống chi mình ngày nay, mặc dù ngồi đây nghe pháp thì thích đó,
nhưng mà nãy giờ cũng khó chịu lắm. Vì vậy thì cái gió nó lạnh khủng khiếp, mà mình nghĩ rằng đâu có lạnh dữ cho nên mình không đủ mang, không đủ áo lạnh. Vậy thì bây giờ mình ngồi đây, nếu Pháp Hòa mà gọi là gì ba gai ngồi đây tới tối đó. Nhưng mà thường á, làm người ấy làm thế. Thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy để rồi tại sao chúng ta thấy có những con rồng nó phun nước tắm Phật? Vì Phật là một người tỉnh thức, mà dòng nước đó là một sự trôi, phải không? Nó cũng có công năng gột rửa, nhưng mà trong cái ý, trong cái thức, trong cái nghĩa khác thì nước cũng có nghĩa là một cái gì đó nó luôn luôn nó làm cho mình bị trôi. Và giữa hai cái dòng nước nóng và lạnh, nghĩa là cuộc đời này luôn luôn có những đối đãi. Đại chúng nhớ là hễ mình được cái này, chắc chắn mình sẽ mất cái khác. Mà mình mất cái này thì có thể mình được cái khác. Mình thua cũng chưa chắc đã thua. Có thể mình thua người đó, nhưng mình thắng được chính bản thân mình. Có nhiều khi mình thắng người ta mà mình lại thua một người, đó là mình thua cho chính mình. Cho nên nói như vậy để chúng ta được hiểu rằng sự đản sinh của Đức Phật và tất cả những cái sự kiện xảy ra trong khi Đức Phật đản sinh đều là một cái ý nghĩa sâu lắng mà tất cả chúng ta cần phải chiêm nghiệm để chúng ta tìm ra một bài học cho chính mình. Thì quý vị đi chùa vào lễ Phật đản, thấy những gì trong cái buổi lễ Phật đản được thực hiện. Ví dụ Đức Phật đi 7 bước, tượng Phật một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Rồi có thể người ta viết ra cái câu mà Đức Phật đã tuyên bố trong khi mà Ngài vừa đản sinh: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Rồi Đức Phật được tắm, lấy nước tắm. Rồi có khi có chỗ để chính con rồng như cái bồn nước ở ngoài, Pháp Hòa thấy, quý vị thấy. Đều là những cái ý nghĩa để nhắc nhở cho chúng ta. Thì chúng ta thấy cái gì, chúng ta suy nghĩ thử cho mình, thử vận dụng cái tâm tư mình suy nghĩ coi mình học được gì từ những bài học đó. Thì cuối cùng chúng ta phát hiện rằng Đức Phật đản sinh trong cuộc đời này thì cũng giống như mình sanh ra trong cuộc đời này. Và mình cũng đi từng bước, đi tới cái chỗ từ bước 1 cho tới những bước thành công. Tại vì con số 7 còn tượng trưng cho sự thành tựu. Giống như nhạc cũng có 7 nốt, sự thành tựu cũng có 7, sự giác ngộ cũng có 7. 7 bước đi đến giác ngộ. Thì tại sao Đức Phật mỗi bước có đỡ có hoa sen như vườn Lâm Tỳ Ni mình thấy? Còn mình bây giờ bước cái nào thì nó nặng nề, nó trì trệ, nó khổ tới đó. Tại vì mình bước nhưng mà mình chưa thấu đáo. Thiệt sự ra nhiều khi mình quyết định chứ trong lòng mình cũng hồi hộp lắm, không biết cái quyết định này đúng hay sai. Cho dù cái người đó mình chấp nhận, mình lấy làm chồng làm vợ, chứ thiệt sự ra cũng hồi hộp lắm. Không biết cái bước đi này mình bước, cái quyết định này nó tốt hay xấu, nó vui hay buồn, nó thành hay bại. Nhưng mà cuối cùng cũng phải, cũng đành nhắm mắt đưa chân mà coi con tạo xoay vần tới đó. Nhưng mà Đức Phật thì tượng trưng cho một người thấu đáo, suy tư nghĩ kỹ trước những việc chúng ta làm, để sự thành cho dù có thất bại cũng không đến nổi. Quý vị để ý, cái gì mình làm mà có suy nghĩ kỹ thì nó vẫn đỡ hơn là làm mà không suy nghĩ, phải không? Nói mà có suy nghĩ thì vẫn đỡ hơn là nói mà không suy nghĩ. Làm mà có suy nghĩ thì vẫn đỡ hơn là làm mà không suy nghĩ. Người mà làm không suy nghĩ thì lát mắt công sửa này sửa kia, chỉnh nọ. Còn người làm có suy nghĩ không đến nổi. Vậy thì bây giờ cho chúng ta cho một cái cơ hội cho mình. Xưa giờ mình sống rất là hời hợt, ưng đâu làm đó, thích gì nói đó. Cho nên rồi mấy chục năm nay không có gì nó xong hết, hoặc là mất thời giờ để chỉnh sửa rất nhiều.
Thì bây giờ sự kiện Đức Phật đản sinh là cho mình lại một cơ hội mới, trở lại một cái cuộc đời. Mỗi ngày mình sinh ra là một cơ hội mới rồi. Cho mình một cơ hội mới để coi coi mỗi ngày tới này mình sẽ làm gì. Ngày hôm qua mình như vậy đó, thấy không? Ngày mai mình phải có khác hơn thì mình mới thấy rằng ngày này của mình nó có ý nghĩa. Cho nên hôm nay trở về thăm đại chúng để chúng ta cùng ngồi lại với nhau đón mừng ngày Phật đản. Và đại chúng nhớ rằng chúng ta không phải chỉ đến với nhau rồi cùng nhau làm một buổi lễ đón mừng Đức Phật của chúng ta, mà chúng ta quên đón mừng một Đức Phật tự trong của chúng ta. Đức Phật này là lịch Phật lịch sử 2000 mấy trăm năm rồi, còn có một Đức Phật đang hiện hữu trên đây đây, đó là Phật tánh của mình, đó là Phật tâm của mình, đó là đời sống của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta phải làm sao mỗi ngày chúng ta sống như một Đức Phật đang có mặt trong cuộc đời này. Đi bước tới đâu thì sen nở tới đó. Mình đi tới đâu, mình làm việc gì thì ít nhất niềm vui nó có mặt ở đó. Sự giảm nhiễm ô nó bớt tới đó. Tại vì hoa sen là một loài hoa không bị ô nhiễm bởi bùn. Thì chúng ta làm việc gì cho ai thì chúng ta làm sao nó giảm đi được một cái chất gọi là chỉ lợi mình mà hại người, mà chúng ta làm sao để nó thù thắng hơn nữa là lợi cho cả hai. Đại chúng nhớ là trong cuộc sống của chúng ta, mình làm việc gì á, lợi mình hại người cũng không nên, mà nếu lợi người mà hại mình cũng không nên, mà tốt nhất là việc làm đó lợi cho cả hai. Bằng cách nào? Một cái ví dụ. Thí dụ bây giờ mình thắp một cây hương, nó thơm đó, tôi thích cái mùi này lắm. Nhưng mà cái mùi hương nó thắp lên là cả nhà người ta dị ứng sặc sụa hết trơn. Thì mình có nên giữ cây nhang đó không? Không. Tại vì sao? Vì chỉ có mình thích cây nhang đó mà tất cả người khác người ta dị ứng. Như vậy thì mình thắp mình được mình mà không được người khác, không nên. Chỉ bằng một, đừng thắp hương. Mình cũng không có sao khi không có cây hương, mà người khác rất hạnh phúc khi không có mùi hương đó. Đối với mình có cây hương hay không thì mình chịu được mùi, thì cái không mùi cũng không có vấn đề với mình, phải không? Mà người khác, người ta chỉ chịu được một phần thôi, đó là không mùi. Còn có mùi người ta chịu không được. Mà mình sống chỉ một cái hương thôi, mình chỉ cần tắt cái hương đó đi mà cả nhà được vui vẻ, sao mình không làm? Mình nấu một món ăn ra mà nấu được có mình ăn à, mấy người kia ta ngồi ta ngó không, ta ăn được cái bên đây sao? Dại ghê, cái này ngon không ăn. Thôi kệ, ai không ăn tôi ăn hết. Vậy thì mình nấu mình ăn chứ phải nấu cho người ta ăn. Mà mình nấu đãi cho người ta ăn thì phải nhớ nấu cái gì mà mọi người có thể share, enjoy, phải không? Thưởng thức được thì cái bữa tiệc đó, cái sự mời mọc đó nó mới có ý nghĩa. Chứ còn mình nấu ra mà mình ăn không mà người khác không ăn được thì đâu có sao. Nhưng mà cuộc sống nó chỉ thấy rằng mình lợi mà người khác không có lợi. Mình nói một cái điều gì, mình nói ra mà mình thoải mái, mà mình muốn người khác nghe để người ta làm theo, thì hãy lựa một cái lời nào đó nói, mình nói ra mình thoải mái mà người nghe người ta thoải mái, người ta làm theo lời mình, lợi hết hai bên. Không nói, nói ra xong người ta bực bội, người ta không làm, bắt đầu mình giận tức lên xin phép. Nhiều khi mình tức quá, mình nói lì quá, sao tôi nói không nghe. Tại vì ngay từ đầu cái cách nói mình không làm cho người ta có thể nghe được, thì làm sao người ta nghe. Và mục đích từ đầu của mình nói để người ta nghe, để người ta làm theo, mà cái cách nói mình không làm cho người ta thoải mái để ta làm theo, thì cái lời nói này nó chỉ được, không được gì cả. Quý vị thấy điều mà nói ha. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, làm việc gì mà chúng ta có thêm một chút tư duy thì việc làm đó nó sẽ đem lại cái an lạc cho nhiều. Cho nên Đức Phật nói một câu, Đức Phật chỉ tay lên trời, tay xuống đất. Trên trời này thiên thượng, trên trời thiên hạ, dưới trời
Mình dịch theo tiếng Việt cho dễ hiểu là trên trời dưới đất. Nhưng mà cái câu chữ Hán là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Vậy thì chữ ngã này là gì? Không phải là cái tôi, không phải là cái bản ngã, mà chính là cái Phật tánh, cái trí tuệ của tự tánh. Không có cái gì quý bằng cái đó. Trên trời dưới trời này không gì quý bằng. Thí dụ bây giờ một cái người giàu tột bực, nhưng mà họ sống không có được dễ thương, thì cái giàu này họ hưởng thôi, chứ đâu có, họ có tiền nhưng mà không có tình. Nhưng mà nếu mà một cái người dưới đất này, người ta thiếu tiền nhưng mà ta sống dễ thương, thì người ta nhận được rất nhiều tình thương và không bao giờ thiếu thốn. Giàu thì không có giàu nhưng không thiếu. Tại sao? Người giàu thương, cho ăn không đủ rồi khỏi cần cất. Và thậm chí cái người đó họ ở dưới đất này, mà nếu như trường hợp ở dưới đất này mà không có dễ thương, đã nghèo của cải rồi, lại càng nghèo theo tình thương của người xung quanh. Mặc dù á, người ta có khả năng ta thương ta cho đó, mà tại cái cách sống mình không dễ thương, thì người ta nói sao? Tôi thấy nó cũng tội đó, nhưng mà ghét không thèm cho. Thấy thì cũng tội mà thôi kệ. Thấy thì tội thôi kệ đó. Thấy thì cũng tội mà thôi cũng kệ. Là vì sao? Vì mình không có trở về được với cái tự tánh giác ngộ của mình. Cái câu Phật nói đó, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì cái chữ ngã này ở một cái cách giải thích khác, chính là trên trời dưới trời này chỉ có cái chân tâm Phật tánh giác ngộ của mình là sáng suốt, là quý nhất, không có gì bằng. Nói theo thế gian bây giờ là gì? Giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là cái tấm lòng mình đối với nhau. Đại Phong Hòa nói theo một cái nghĩa khác, chứ cái câu này có nhiều cách giải thích lắm. Cái câu mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn này nhiều cách giải thích lắm. Cũng giống như bảy bước hoa sen của Đức Phật cũng nhiều cách giải thích lắm. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa xin lấy một nghĩa, mà cái nghĩa này nó gần gũi với chúng ta. Và đại chúng cứ nhớ là trên trời dưới trời này, hay là nói rằng bây giờ mình nói một cách gần gũi nữa là gì? Giàu hay nghèo, thông minh hay là không thông minh, trẻ hay già, giàu có hay nghèo nàn, không có cái gì quý bằng mình có cái lòng cho nhau. Cho nên cái câu mình hay đọc với nhau đó, trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Mà tấm lòng đó mình thể hiện lúc nào? Thể hiện lúc hoạn nạn có nhau đó. Nghe người đó bệnh không tới thăm được, gọi phone. Hẹn được cái cuộc hẹn, tới thăm. Người đó mất, mình tới tiễn biệt lần cuối. Không đưa đi thiêu được, không đưa đi chôn được, tới thắp cây hương. Người Việt nói rất đơn giản. Người Việt nói rất đơn giản. Cái ngày đưa anh đó, chị đó, tôi đi không được, nhưng tôi sẽ tranh thủ thời gian đến thắp cây hương cho anh. Rồi cuối cùng làm gì nữa? Nhìn mặt nhau lần cuối. Thì những cái hình ảnh đó, những cái ý nghĩa đó, nó là để biểu hiện lên trong cuộc đời này mình có giận nhau cỡ nào, hay là thương nhau cỡ nào. Cái đẹp nhất vẫn là cái giây phút cuối cùng có mặt cho nhau trong cái lúc mà cuối đời của người đó, hoặc có mặt cho nhau khi người đó có hoạn nạn. Mình lấy cái nghĩa đơn giản nhất, gần gũi nhất, để chúng ta khai thác câu này ứng dụng trong cuộc sống. Phật Pháp là vô lượng nghĩa. Cho nên khi Đức Phật nói kinh Pháp Hoa đó, trước khi Ngài nói kinh Pháp Hoa thì Ngài nhập vô cái định. Định đó gọi là định vô lượng nghĩa. Đức Phật trước khi nói kinh gì, pháp gì, Ngài đều nhập định về cái đó. Để chi? Để Ngài thẩm thấu cái đó, mà Ngài lột được hết tất cả những ý nghĩa của cái đó. Ví dụ Đức Phật sắp sửa nói về vô thường thì Ngài sẽ có một cái loại định, có thể là cái định đó có tên là Như Huyễn Tam Ma Đề.
Nghĩa là cái thiền định và thấy tất cả các pháp nó chỉ là huyễn hoặc tạm có. Ngài thẩm thấu được cái đó, cho nên Ngài nói đạo lý vô thường tận cùng để cho tất cả chúng ta đều hiểu được cái đạo lý đó. Cho nên trong cuộc sống làm việc gì chúng ta phải có cái định đó, nghĩa là có suy tư về cái đó, có thấu đáo về cái đó thì chúng ta mới làm được. Ví dụ như là mình Phật tử trong chùa nói năm nay tổ chức lễ Phật đản nha, chuẩn bị lễ Phật đản. Mà hãy nói tới lễ Phật đản thì mình sẽ chuẩn bị những cái gì trang trí về lễ Phật đản. Chứ đâu có ai bây giờ nè, cái bàn chỗ này nè đỡ thay đổi mỗi năm. Hễ mỗi lần lễ Vu Lan về đây á, thì cái chỗ này là Ngài Địa Tạng đứng chứ không phải Phật Thích Ca đứng. Bởi vì lễ Vu Lan cho nên thỉnh Ngài Địa Tạng hay Ngài Mục Kiền Liên ra đứng. Rồi xung quanh đây là mình sẽ thấy mấy cái rổ bông hồng, hay là mình thấy một cái bàn thờ tổ tiên, vì đó là lễ Vu Lan. Nhưng mà không ai mà lễ Vu Lan mà đem tượng đản sanh ra chưng hết, rồi đem lồng đèn đản sinh ra treo, rồi lấy đây đem kinh Vu Lan ra tụng. Hãy nói tới lễ Phật đản thì sẽ trang trí và làm những gì thuộc về lễ Phật đản. Còn nói tới Tết thì thôi, mình lôi hết cái gì của Việt Nam mình ra mình chưng. Bánh tét, bánh chưng, bánh dày, bánh đậu, hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa thọ, cái gì Tết của Việt Nam mình đem ra mình chưng hết. Nhìn vô cái ta thấy không khí Tết. Tại vì mình nhập vào cái định đó. Nhập về cái định, sắp sửa làm lễ Tết thì nhập vào cái định của mùa xuân Tết nhất. Vậy cái chữ định nó là nhập là gì? Là mình đi sâu vào cái đó, hiểu thấu cái đó. Cho nên đó, đời sống của chúng ta mỗi ngày, việc gì chúng ta sắp làm, hãy nên cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ kỹ về việc đó. Để cái sự lợi hại này, cái tốt xấu này, nó sẽ ra sao? Nhiều khi nó có thể lợi ngay bây giờ, mà cái hại nó như thế nào? Chúng ta phải thấy xa một chút, thấy gần, thấy xa, thấy bên này, thấy bên kia. Cho nên trong kinh nói, khi mà Đức Phật sắp sửa hạ sinh, Ngài còn chọn có thế giới nào? Đức Phật có 5 việc làm trước khi xuống đời. Ngài chọn có quốc độ nào Ngài xuống, cha mẹ nào Ngài xuống, cha mẹ nào để Ngài nhận làm cha mẹ. Thì cũng giống như mình vậy đó. Trước khi làm việc gì, có việc này giao cho ai? Giao đúng người thì mới xong việc. Còn mình giao không đúng người thì việc không xong. Cũng giao vậy mà mình giao không đúng người. Tại mình thiếu cái gì? Thiếu tư duy việc đó thuộc về ai. Cho nên Đức Phật trước khi làm, trước khi thuyết pháp, trong kinh nói là trước khi nói pháp gì, Ngài nhập định về cái pháp đó. Thì cũng giống mình giờ, làm việc gì phải nên có thời gian về cái đó. Vậy thì tu là sao? Tu là mình có thời gian dừng lại để chúng ta đi sâu vào cái việc chúng ta sắp làm, để chúng ta giảm đi cái phần thất bại và khổ đau cho mình và cho người. Vậy thì mục đích của chúng ta có mặt trong cõi đời này để làm giảm khổ cho mình và cho người. Hồi nãy Phong Hòa có gặp hai bạn trẻ, thì em nó mới khoe là nó có đọc được một vài quyển sách tiếng Anh. Thì sẵn dịp Phong Hòa giới thiệu một vài cuốn sách tiếng Anh khác. Thì khi trước khi chia tay, Phong Hòa mới nói với em á, mình á, we are nothing, but we are here to do something. Phải không? Mình biết chắc rằng mình đâu là gì đâu, nhưng mình có mặt trong cuộc đời này để mình làm một cái gì đó. Cho nên á, hiểu được như vậy thì mục đích của Đức Phật ra đời để làm gì? Để là khai mở cho tất cả chúng ta hiểu được cái đạo lý trong cuộc sống này, để chúng ta sống an nhiên tự tại giữa trời đất này. Trên trời dưới trời chỉ có ta, chữ ngã đó là độc tôn duy nhất. Vậy thì khi nào chúng ta sống được với cái bản tánh tự tại Phật tánh đó thì chúng ta an lạc trong cái cõi đời này. Vì chúng ta biết những gì chúng ta làm, chúng ta có tư duy. Mà khi có tư duy rồi thì chúng ta thấy được
hiểu được tất cả cái duyên sinh của nó thì sự thành bại nó không làm mình khổ nữa. Cho nên Đức Phật được định ba nghĩa. Phật có ba nghĩa nha, chữ Phật có ba nghĩa. Thứ nhất là tự giác. Thứ hai là giác tha. Tự giác là mình phải giác ngộ cho mình. Giác tha là mình đem cái sự giác ngộ đó cho người khác. Và mình làm tất cả cái hạnh giác đó cho đến khi viên mãn. Nghĩa là cái nhân duyên giữa mình với họ cho viên mãn. Cho nên vợ chồng trong đời này mới gặp á, mình thương người đó và tìm mọi cách để người đó thương mình. Chứ mới gặp đâu có thương, toàn là mình làm cho người ta thương không. Cười sao đó, nói sao đó, làm quen sao đó. Mình thương người đó và mình tìm cách để người đó thương mình. Thì bây giờ bắt đầu hai người có mặt cho nhau, tự giác giác tha rồi. Thì bây giờ hãy nên nắm tay nhau cho tới chỗ giác hạnh viên mãn, là làm trọn cái nhân duyên trong cuộc đời này. Thì một ngày nào rồi hai người cũng sẽ thành nothing thế. Nhưng mà đã làm được something, làm một cái gì đó cho đời, cho con, cho gia đình. À, quý vị thấy Đức Phật đến cuộc đời này như bao nhiêu con người, rồi Ngài ra đi như bao nhiêu con người. Đức Phật mất 2500 mấy năm rồi. Phật sinh năm 624 trước Tây Lịch. 624 trước Tây Lịch, trước Thiên Chúa Giáng Sinh, 624 năm. Bây giờ quý vị lấy 624 đó, quý vị cộng với con số năm mà chúng ta đang sống đây là 2024, thì con số nó đã sẽ là 2648. Thì năm đó là năm Phật Đản. Lấy 624 năm sinh của Đức Phật đó cộng với cái số năm mà chúng ta đang sống đây, thì từ khi Đức Phật sinh cho đến giờ phút này, Phật có 2648 tuổi. Bây giờ mình lấy con số 624 đó, mình trừ đi 80 năm tuổi thọ của Phật, thì chúng con số đó là 544. 624 trừ 880 tuổi thọ của Phật thì ra 544. Thì 544 đó chính là năm Phật mất. Lấy con số 544 đó cộng với con số hiện tại chú đang sống đây là 2024, thì chúng ta sẽ ra con số Phật lịch là 2568. Vậy thì Đức Phật có mặt trong cuộc đời này 2648 năm, và Phật vắng mặt ở cõi đời này đã 2568 năm. Nhưng mà Đức Phật còn có mặt ở đây không? Giáo pháp của Ngài vẫn còn. Như vậy Phật cũng trở thành không. Nhưng mà Ngài đã để lại những cái lời dạy cho tới giờ phút này. Cho nên mỗi lần chúng ta làm lễ Phật Đản, hay nói tới Phật Đản với Phật lịch, thì Phật lịch là gì? Là cái lịch Phật được tính từ năm Đức Phật mất cho trải dài tới về sau này, gọi là Phật lịch. Còn bây giờ chúng ta nói Phật Đản thì nó là Phật Đản 2648, vì nói tới cái năm sinh của Đức Phật cho tới giờ phút này. Cũng giống như nói mừng sinh nhật lần thứ 50, nghĩa là tính từ năm mình sinh tới giờ, thì nó là Phật Đản. Thì năm tới bây giờ là 2600 mấy năm. Vậy thì Đức Phật đi 7 bước tượng trưng cho 7 bước thành tựu sự tu tập. Chúng ta cũng đi từng bước để thành tựu cho cuộc đời mình. Và mỗi bước đều có hoa sen nở. Nghĩa là mình bước tới đâu, sự tươi mát, sự bất không nhiễm ô nó có mặt tới đó, để trọn vẹn cái ý nghĩa đản sinh. Mình á, thì không dám gọi là đản sinh, mình là gì? Sinh thôi. Thấy không? À, năm sinh. Có tiếng miền Nam thì mình có những cái từ khác để mình gọi. Từ sinh là nhẹ nhàng nhất, văn hóa chương nhất. Còn chữ đẻ này kia kia nọ thì là chữ nhân gian trong cuộc đời. Đó là mình nói cho con người mình. Còn đối với các vị, ví dụ như Đức Chúa thì chúng ta gọi là Giáng sinh.
Đức Phật là đản sinh. Nhưng mà Đức Phật có, trong Phật giáo có dùng chữ giáng sinh. Mừng Phật giáng sinh cũng có. Chữ giáng là gì? Từ ở trên đi xuống. Giáng trần. Thì cũng như thế. Mình làm sao mà mình ở trên mà mình đi xuống được chứ, người dưới là giáng rồi chứ gì nữa. Mình không có, mình ở trên, mình cao thượng đó, nhưng mà mình vẫn gần gũi được với chúng sanh, là một hình thức giáng trần. Thôi thì buổi chiều nay Pháp Hòa có chia sẻ với một chút như vậy với đại chúng ha, để đại chúng có ý niệm mỗi ngày mình cũng xin như Phật, và sẽ nguyện mỗi ngày của con, mỗi ngày con sinh ra đời này, và con nguyện sẽ làm một điều gì đó tích cực như Đức Phật đã làm. Cộng thêm, bất cứ việc gì con làm đều có sự thành tựu và không thành tựu, thuận nghịch trong cuộc đời, dội xối vô trong việc làm, trong đời sống của con. Nhưng con không cho đó là một khổ đau, mà con cho đó là một sự thử thách, và nhất định phải có. Ở Canada nhất định phải trải qua mùa đông. Nếu mà tháng 12 mà trời nắng như mùa hè thì đó là bất thường, phải không? Tháng 12, tháng 1 phải có tuyết, phải lạnh. Tháng 5 rồi mà vẫn còn lạnh mà, phải không? Đó, thì trong cuộc đời này cái chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng mà dù là cực lạnh hay lạnh trung bình hay là cực nóng, cuối cùng chúng con vẫn còn sống đây. Những lúc bình an như thế này, hay là cái lúc dịch bệnh của Covid-19, rồi chúng con cũng còn ngồi đây. Vậy thì chẳng phải cuộc đời này nó đều xói rọi vào trong cuộc đời này, có những lúc mình không tưởng tượng được, mình phải giam chân trong nhà mà không dám đi đâu. Mỗi lần gặp nhau là bắt tay, cái giây phút đó gặp nhau chỉ xá thôi. Hồi xưa giờ con không bao giờ con chịu chắp tay hết, mà dịch tới con phải chắp tay, tại vì con không dám bắt tay. Nghĩa là chưa bao giờ con chịu chắp tay, mà dịch tới con phải chắp thôi, tại không thôi con bắt tay không được. Không bao giờ con tưởng tượng được có một ngày mà con phải đeo khẩu trang đến mức độ như vậy. Thí dụ vậy. Rồi bao nhiêu thăng trầm sóng gió, nước lạnh, nước nóng, nước nguội gì không biết, rồi con vẫn còn có mặt ở đây, từng bước trong cuộc đời này. Có những lúc mình ăn một miếng ớt không phải là cái vị của mình, nhưng mà giữa đại chúng đang ngồi đây, không lẽ mình phun ra? Kỳ quá. Nuốt thì được thôi, chỉ có chịu chút thôi, chứ có đâu có chết đâu. Thôi còn ráng nuốt cái miếng ớt mày, vốn vị không phải là cái vị con thích. Có đúng không? Có bao giờ trong cuộc sống mà ráng nuốt cái ực vậy cho nó xong ngày không? Có. Uống nuốt hoài chứ gì. Mặc dù lựa dữ lắm đó nha, trước khi gấp là lựa dữ lắm đó, nhưng mà cuối cùng vẫn dính là vì sao? Xui. Không? Rõ không nè? Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy nhiều khi mình cũng lựa dữ lắm đó chứ, mà rốt cuộc lựa làm sao hồi nó tùm lum à. Cho nên đi mà đi chợ mà lựa quá trời quá đất, lát về thế nào rồi trong 10 trái cũng có 1 trái mình xót, làm sao thoát được, phải không? Bình thường. Cho nên giữ cái tâm mình vững chắc như một thái tử đản sinh, dõng dạc hai cái tay ngón tay mình chỉ trời chỉ đất, chỉ có ta là ta, này là gì? Sự tự tại, không ràng buộc, không dính mắc, vì ta hiểu được cuộc đời này có nóng có lạnh, có thành có bại, có được có mất. Hễ mình thắng được người ta thì chắc chắn mình, cái người mình thắng đó là kẻ thù của mình, tại vì họ ghét mình rồi, phải không? Cho nên Đức Phật nói kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Mình hơn được người đó mình vui đó, nhưng mà chắc chắn người mà thua mình sẽ trở lại ghét mình. Như vậy thì mình được một cái thắng, nhưng mà bù lại mình thêm một người thù. Cuộc đời này nó khó, nó chỉ là cuộc sống tương đối. Hiểu được như vậy thì chúng ta đừng đặt để cái gì phải là tuyệt đối. Được như vậy thì mỗi ngày chúng ta từng bước đi tới chỗ thành tựu cho mình. Và Đức Phật cũng đi từng bước như vậy, từ lúc sơ sinh cho đến khi Ngài Niết Bàn. Cho nên thấy quý vị thấy không, khi Đức Phật sơ sinh thì Phật đứng,
Mà khi Ngài Niết Bàn thì Ngài nắm. Mà cuộc đời của Ngài là dính liền với thiên nhiên. Một ông thái tử mà lại sanh ngoài vườn, vườn lâm tỳ ni dưới gốc cây, chứ không có sanh trong nôi, không có sanh trong hoàng cung. Một thái tử mà không sanh trong hoàng cung mà lại sanh ở ngoài vườn, ngoài một cái vườn lâm tỳ ni đó. Rồi khi mà Ngài đi thành tu, Ngài tu trong rừng, thành đạo dưới gốc cây. Rồi đi ra qua vườn Lộc Uyển thuyết pháp, chứ không có thuyết pháp trong thành thị, mà cái bài đầu pháp đầu tiên lại thuyết pháp trong vườn. Rồi cuối cuộc đời Ngài cũng chọn một cái nơi vắng vẻ yên tĩnh để Ngài nằm nghỉ hết đời. Nhiều đó thôi cũng đủ để chúng ta suy nghĩ. Cả cuộc đời Đức Phật gắn liền với thiên nhiên. Thì Đức Phật muốn nói cái gì với mình? Không có gì bằng con người sống bình lặng, nhẹ nhàng như là trời đất thiên nhiên này mẹ. Tại ở chỗ nào cũng do mình xây cất hết. Chỉ có khi nào mình trở về được như vậy đó. Thí dụ bây giờ quý vị ngồi đây phải không? Mình thấy hơi khó chịu đó. Nhưng mà nếu vài năm nữa mà tu viện Phổ Đức này mà xây dựng thì cái cảnh này đâu còn. Vậy thì bây giờ đang được ngồi đây hay enjoy đi. Hãy phải tận hưởng đi. Chứ còn vài năm nữa mà tu viện mà xây xong thì không ai mà không lẽ chánh điện thênh thang vậy ra đi ngồi hướng gió. Phải không? Cho nên Pháp Hòa hay nói trên Tây Thiên cũng vậy. Ngày trước Tây Thiên chưa có xây dựng thì rất là cực khổ trong những năm đầu đó. Ngày nay bây giờ mặc dù chỗ vậy chứ khóa tu là lúc nào cũng bị thiếu chỗ. Ngủ chen chúc với nhau vậy. Bây giờ ngày thường thì thênh thang, chứ còn tới cuối, tới khóa tu là xách gói đi vòng vòng kiếm chỗ. Thì Pháp Hòa xin thưa như vậy để đại chúng biết rằng việc làm gì chúng ta cũng có sự thành và bại, được và mất, thắng và thua. Và luôn luôn có những thử thách thuận nghịch trong cuộc đời. Hãy bình an với nó. Thấy không? Rồi chúng ta sẽ trưởng thành như một thái tử, rồi thành đạo, rồi niết bàn. Một người học giỏi, có bằng cấp cao, rồi cũng có vợ, có con, rồi đi làm, rồi bắt đầu rụng răng tóc bạc, rồi già yếu chống gậy, rồi viên mãn. Có gì đặc biệt? Một người cao tột trong cuộc đời cũng bình thường như vậy thôi. À, cho nên chúng ta bình thường sướng quá rồi muốn gì nữa. Cho nên ai có nói ôi anh bình thường quá, cảm ơn, chỉ sợ là bữa nào gặp tôi nói anh bất thường nữa tôi hơi mệt đó, phải không? Thôi tôi cứ bình thường, cứ là người bình thường để cuộc sống mình rất bình thường. Cảm ơn đại chúng. Còn chịu nổi không? Bây giờ theo thầy trụ trì dạy là sau khi xong thì nếu có ai có một hai câu hỏi gì thì quý vị có thể nêu lên rồi chúng ta cùng sinh hoạt. Có ai hỏi gì không? Rồi mời chị. Hành pháp thì hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, trong Phật giáo á có hai phần, cái niềm tin, phải không, gọi là faith, belief. Thì khi mà mình tin một cái Đức Phật hay là tin đạo Phật, nói đơn giản gần gũi thường nói vậy đó, nhưng mà mình chỉ đừng dừng ở cái niềm tin không, mà chúng ta không đi khai thác cái quan trọng nhất của Phật giáo, đó chính là sự thực tập để làm cho niềm tin của mình được vững chắc. Mà mục đích của Đức Phật không phải chỉ mở ra cho mình một niềm tin không, mà Đức Phật muốn chỉ cho mình một con đường để mình tu tập. Thì cái tu hồi nãy Pháp Hòa nói đó, nó không phải là một cái khuôn nào đó bắt buộc mỗi ngày phải làm gì. Thật ra là mỗi ngày mình nghe pháp, mình tụng kinh, cái đó là cái giờ mình huân tập hành trì. Nhưng mà mình sẽ thể hiện cái tu của mình thật sự trong cuộc sống mỗi ngày. Chị đi vô chỗ làm, sẽ có người nói điều gì và làm điều gì cho chị khó chịu, thì chị thử coi mình đã ứng xử với cái lời nói đó, cái cách sống của người đó như thế nào để mọi người được vui vẻ, được hòa hoãn và trong tâm mình được bình an. Thì mình sẽ biết được cái năng lực tu tập của mình.
cái tu nó không, cái chữ tu á là mình chỉ huân, nhưng mà khi mình đi vào trong cuộc sống thì mình mới biết được rằng cái khả năng tu tập của mình tới đâu. Thí dụ mình nói nhẫn mà không ai chọc ghẹo gì mình hết thì nhẫn gì? Cho nên nếu có người nào họ nói một cái câu gì mà rất là sốc, mình nghe được và mình làm sao, thí dụ nó vừa bực bội lên và mình nhận ra được cái bực bội đó, rồi mình làm sao làm cho cái bực bội đó nó dịu xuống, rồi mình thấy được à, mình có khả năng nhẫn nại, chứ bình thường là không được rồi đó. Và thường á là mình sẽ nhẫn với ai trước? Thường là mình nhẫn với người ngoài, nhưng mà người nhà mình không có tha. Tại vì mình nghĩ sao? Mình mới nghĩ là trong nhà, tại vì cái trong tâm mình đã ỷ lại là người nhà rồi. Thí dụ như con của mình á, nếu mà làm sai là trời ơi, là mình nói tới tấp gì trong bụng mình nghĩ sao? Nó là con mình, nó là cháu mình, cho mình cái quyền. Nhưng mà người ngoài thì có thể mình không dám. Mà nếu mà mình biết được cái người đó có chức, có quyền thì lại càng không dám hơn. Cho nên cũng một phần tâm lý là chúng ta biết người đó là ai mà chúng ta có cái sự nhịn nhục như thế nào đó. Cho nên tu á là trong cuộc sống mỗi ngày của mình, mình sẽ biết được cái đối tượng. Mỗi ngày đối tượng, mình đều có đối tượng để tu. Nhẫn nè đó. Rồi nhiều khi á, một cái sự kiện nó rất là dễ cho mình khởi tâm tham. Ví dụ, không phải ví dụ thôi, người ta nói là ô, bữa hôm tôi nhờ anh đi chợ đó, tổng cộng là bao nhiêu để cho tôi gửi lại, thì người đó không có kiểm gì hết, mình nói nhiêu người ta trả nhiêu. Thì nếu như mình không thắng được cái tâm tham mình á, có thể là mình sẽ lấy cao hơn, mình thêm vào những cái bill mà thật sự là không có mặt. Thì những giây phút đó có thể mình lời được, mình tham được một vài trăm đồng. Nhưng mà nếu mình thắng được cái chỗ đó, không ai biết hết. Mình có hơn hay mình có lấy lại gì, tự mình sẽ hiểu rằng cái nội lực thắng được cái tâm tham của mình nó tới đâu. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ mình kêu gọi từ thiện, có thể người ta đóng góp cho mình, người ta tin tưởng, người ta giao cho mình, mà mình không thực hiện đúng cái chuyện mà người ta giao, không ai nói gì hết. Thật ra mấy chỗ đó là những chỗ để chúng ta có thể tư duy lại, nhìn xét lại cái năng lực vượt cái tâm tham của mình. Cho nên á, mỗi ngày chúng ta có hai việc để làm nè. Sáng ngủ dậy là mở mắt, tối ngủ thì phải nhắm mắt. Ban ngày thì mở, ban đêm là nhắm. Vậy thì chúng ta mở mắt, chúng ta nhìn xung quanh để thấy rõ mọi người, mọi vật. Nhưng chúng ta nhắm mắt lại là chúng ta ngủ mà chúng ta không thấy mình. Đây là một thiếu sót. Hãy nhắm lại là mê liền, khò liền. Nhưng mà nếu nhắm lại mà thấy được mình một góc cạnh nào đó trong một ngày, thì giây phút đó mình có trở về thấy mình. Cho nên đó, tại sao mình ngồi thiền? Ngồi là một hành thức tỉnh, mà nhắm mắt là xây lại mình. Giây phút đó phản chiếu mình, phản thấy mình rất rõ. Còn nếu mình nhắm mắt mình nằm thì cái trạng thái nó thảnh, nó relax quá đó. Nó dễ làm cho mình đi chìm sâu vào giấc ngủ và không có đủ thời gian để mình thấy mình. Cho nên mình ngồi để mình tỉnh, tỉnh để nhắm mắt, để nhìn xuống, để quay lại với chính mình. Cho nên mình có một cái gương. Mình biết mình xoay ra đó, thì mình soi cho ai? Soi cho người. Nhưng mà thường đâu có ai soi gương kiểu đó đâu. Hễ muốn soi gương thấy mình đẹp xấu thì phải xoay lại để nhìn mình. Cho nên quý vị phải viết cái bài kệ soi gương, dán ở chỗ cái tấm gương. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Dán ngay cái gương đó, để mỗi lần mình đứng trước tấm gương đó, đọc bài kệ lên, để mình có cơ hội mình thấy mình. Chỉ có khi nào mình muốn biết mình đẹp xấu thì chỉ có tự mình nhìn cái gương đó. Chứ còn hễ mình xoay cái gương lại là mình soi người ta, chứ mình không có thấy mình. Cho nên mình mỗi ngày mình mở mắt là ai làm cái gì mình cũng thấy. Thậm chí mình tuyên bố một câu đừng hòng qua mắt tôi. Mình tuyên bố một câu rất là hay là mình có khả năng đó. Nhưng không ai biết xây lại
để mỗi ngày mình có thấy mình không? Cho nên mình thấy người thì rất dễ, mà thấy mình thì rất khó. Và mình nói cái tu thì nó rất dễ, mà thật sự đi vào cái tu thì nó không hề dễ chút nào. Tại vì giây phút đó mình mất mình, giận lên là mất mình. Cho nên chúng ta kêu là tức tối. Tức là phải tối thôi, chứ nếu tức sáng đâu có ai làm. Tức là nó tối hù, không thấy gì hết. Lúc đó là chỉ thấy cái người kia là mình bực, mình giỡn được họ là mình sẽ giỡn. Ví dụ vậy đó, thấy không? Cho nên hãy nói mê mờ. Mê là mờ, ngu là si, hãy khờ là dại. Cái kẻ khờ là nó thường làm chuyện dại, cái người mê là làm chuyện mờ. Chuyện u là ám, u là tối, ám là che. Hễ tối là nó ngăn che. Cho nên ai cũng tức tối chứ không ai tức sáng hết. Rồi cuối cùng nó tức mình. Tức tối xong rồi tức mình, phải không? Thành thử ra những câu nói trong người Việt với nhau nhiều khi suy nghĩ hay lắm đó. Như những câu thiền ngữ vậy đó, mà chúng ta nói thôi, chúng ta đâu có tư duy gì đâu. Thì những câu đó mà chúng ta thấu đáo được nó là thiền ngữ, nó là lời kinh để làm sáng mình lên. Cho nên thưa đại chúng, mỗi ngày tu hết, nhẫn hết ở đây. Ngồi đây nãy giờ là nhẫn gì biết không? Nhẫn hoàn cảnh. Cái này nhẫn hoàn cảnh gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn gọi là nhẫn hoàn cảnh. Tôi đọc tin tức tôi thấy bữa nay đâu có lạnh, đâu có gió, tôi mới ra tới đây nè. Ỷ y không có, không xách áo lạnh theo đó. Rồi tưởng sao đi ra hết chỗ ngồi, ngồi ngay cái bà tôi không ưa. Thì cái người mình không thích thì gọi là sanh nhẫn. Sanh nhẫn là phải nhẫn giữa con người với con người. Còn pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh, lạnh nóng, vân vân. Đến khi nào tâm mình bình thản với người và vật thì gọi là vô sanh nhẫn. Khởi cần khởi tâm gì, chuyện nó bình thường. Thí dụ như là ở Florida mà giờ này qua mà nói trời ơi, sao giờ này Canada lạnh dữ vậy? Nó dạ ở đây bình thường. Dạ tụi em quen rồi. Thí dụ vậy ha. Còn nếu mà người ở Vancouver mình qua bấm nói sao đây mưa hoài vậy? Nó trời, tụi tôi ở đây đi đâu phải cầm dù, chuyện bình thường. Tại vì mưa nắng bất thường. Hiểu ý không? Nhẫn có ba cách phải không? Nhẫn giữa con người với con người gọi là sanh nhẫn. Nhẫn hoàn cảnh thì là pháp nhẫn. Đến ngày nào bình thường với các người và vật thì gọi là vô sanh. Vô sanh nhẫn. Thôi giờ mình ráng đừng nhẫn nữa, vô đi lạnh rồi. Cảm ơn đại chúng. Lại chúng hồi hướng.